Rồi, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng các anh em tiếp tục quay trở lại với bonsai trường thi. Rồi, tiếp tục giao lưu với anh em những cái dòng cây khai thác. Được phép của anh em là một cây hai châu. Một cây hai châu rất đẹp của anh em. Cây hai châu rất là đẹp nha. Cây này thì size tầm trung và hai người B. Một người B thì rất là nặng và hai người B thì ok của anh em. Rồi, kính mời của anh em xem tổng thể cây. Cây này là xe tầm trung của anh em chơi đàn công rất là đẹp này. Cây được vào một cái chậu rất là xịn sò cho của anh em chơi luôn. Một chậu men rất là xịn sò. Cây dòng lá rất là đẹp. Những dòng lá này thì nó cho hoa trái thì của anh em khỏi phân vân luôn. Dòng lá dày. Những cái cây mà dày lá thì nó sẽ cho những cái hoa trái thì nó khỏi phân vân. Cây khá là ok nha. Rồi, cây quanh. Cây hoành là 32 nha, hoành ngay eo 32. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên là 60 và phủ tán. Phủ tán là 50. Chậu này là chậu oval. Hàng xịn sò cho anh em chơi. Kích thước là 51. Oval kích thước 51 và chiều cao. Chiều cao là 13 phân. Rồi, mời anh em xem chi tiết hơn cái phần chân bệ của cây. Anh em xem phần bệ cây này, những cái rễ này rất là mạnh khỏe này. Đấy, anh em xem khá là ok nha. Rồi, cây này có khu này là lỗ rinh nha, lỗ rinh. Đấy, cái thân có nó cái lỗ rinh này. Lỗ này là lỗ lúc khai thác chúng ta đã có rồi nha. Đấy, dòng hai châu mà chúng ta có được cái lỗ rinh thì chúng ta cũng thể hiện được cái độ già của cây thôi. Dòng khai thác chúng ta có lỗ thì nó cũng thể hiện cái độ già khèn của cây. Nó cũng một cái sự khác biệt giữa cây khai thác và cây công nghiệp. Đấy. Cái độ tuổi của cây dòng khai thác thì nó rất là nhiều tuổi. Cây này tán thì rất là đẹp rồi. Bữa nay em xem phần tán nha. Cây khá là ok luôn. Bữa nay em ta nghiên cứu cây này chơi. Cây có dòng lá cực kỳ đẹp luôn. Bữa nay em xem dòng lá này. Những dòng lá này nó dày. Nó dày lá thì những cái dòng đó thì nó rất là dễ cho hoa trái. Với lại cái lượng hoa trái nó cũng khá là ok. Rất là đẹp của anh em. Cây đang quá trình phát triển rất là mạnh mẽ luôn. Đấy, thì mùa hoa trái cũng sắp bắt đầu rồi của anh em. Nhưng một số cây cũng có hiện tượng ra hoa rồi. Cây này thì nó già, cái đợt lá này nó sẽ cho hoa. Cây rất là đẹp. Khá là ok luôn. Cây đang trong quá trình phát triển rất là sung mãn luôn. Rồi, của anh em xem tổng thể cây một lần nữa. Cây này thì bonsai thì giao lưu của anh em giá 5 triệu 5. 5 triệu 500k bao ship cả cây và chậu, ship tận nhà cho của anh em. Những cái cây này phí ship nó tương đối khá là cao tiền. Cây hạ châu khá đẹp. Một cốt ba thân. Anh em xin tổng thể cây một lần nữa nha. Cây này phí ship rất là nặng tiền của anh em. Cây này giao lưu của anh em giá 5,5 triệu bao ship. Của anh em hợp ý gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. Của anh em chốt cây thì đặt trước bonsai sang thị tỷ định nha. Tại vì những cây này phí ship khá là cao tiền. Của anh em chúng ta xem kỹ. Hợp ý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. Bonsai sang thị cao cùng điểm trên màn hình. Rồi, một cây hạ châu khá là đẹp, ok. Rồi, 5,5 triệu bao ship cả cây và chậu và ship tận nhà cho anh em, ship toàn quốc. Rồi, hôm nay giao lưu của anh em một cây hạ châu, một cây hạ châu dáng phù thê, cây thành phẩm, cây rất đẹp của anh em, cây thành phẩm rất đẹp. Rồi, kính mời của anh em xem tổng thể cây. Cây này là cây tầm trung, hai người B như của anh em. Nếu một người B rất là nặng nha, một người rất nặng. Cây đã thành phẩm rồi và không còn kẽm trên cây nha. Cây được vào chậu cũng khá là đẹp. Chậu giả xưa đắp rất là đẹp nha quý anh. Cây này giao lưu quý anh em về người ta chỉ việc chơi thôi. Cây đã thành phẩm rồi. Đây, một vài sang chúng thấy đo một vài thông số cho anh em tham khảo. Rồi, cây này tổng vành bệ nha. Tổng vành bệ của nó là 53 nha quý anh.
và cái hoành thân. Hoành thân này là 19 và thân bên đây là 18 của này. Tổng tán tổng độ cao từ từ mặt chậu đây là 60 nha. Và phủ tán. Phủ tán dài là 64 như thế này, 64. Và tổng cái tổng tán ngang. Tổng tán ngang là 57 nha quý anh em, 57. Chậu này là chậu oval. Chậu oval kích thước là 46. Và chiều cao chậu, chiều cao chậu là 16 nha. Đây là chậu dáng phù thê, rất là ý nghĩa luôn. Rồi, mình xem thi quay vòng cho quý anh em xem chi tiết cái phần đế cây. Cây bộ đế rất là đẹp luôn. Cây này nuôi khá lâu rồi. Ra một cái chi cành đã thành phẩm như này cực kỳ lâu rồi nè. Những cái ngón, những cành chi này nó còn bằng ngón cái hết nha. Và không có còn kém nữa. Không có còn kém nữa. Dòng lá cũng rất là đẹp. Đây nó có cái lũa rừng và xử lý rồi. Rừng thì dòng khai thác của này phải có lũa thôi. Chi cành quá là hoàn thiện luôn. Của em xem tổng thể từ trên này. Bộ tán rất là đẹp. Cây này đáng được của anh em ta nghiên cứu, ta chơi của anh em. Cây đang ra những thực non cuối cùng. Thì đây nó có dòng lá nó thì rất là đẹp nha. Dòng lá riêng của nó này. Những cái lá nó sung quá thì nó hơi lớn. Nhưng mà bản chất cái dòng lá riêng cũng khá là nhỏ này. Đây. Rất là đẹp. Cây nó quá là sung mãn luôn. Chúng ta những cái cây này nó những thực lấy lá này già đi thì nó sẽ bắt đầu vào mùa ho. Một cây đáng đợi của anh em nghiên cứu nha. Những cây này của anh em cố gắng ta xem kỹ video một xíu. Rất là đẹp. Rồi của anh em xem tổng thể cây một lần nữa. Mình sang thì báo giá cho luôn. Cây này của sang thì giao lưu của anh em giá 8.700k bao ship. 8.700 bao ship cả cây và chậu, ship tận nhà cho của anh em chơi. Những cây này nó rất là nặng phí ship. Của anh em xem cây thật kỹ và chúc cây ủng hộ thì gặp trước quay sang thi tí định nha. Rất đẹp luôn. Rồi chào giá của anh em 8.700 bao ship cả cây và chậu và ship tận nhà cho của anh em. Anh em học ý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo, mình sang thi luôn đến trên màn hình.